Hello hello anh em, hè tới rồi anh em ơi. Shop daycan.vn có chương trình khuyến mãi nhân 2 khi nạp thẻ. Khi anh em nạp thẻ vào sẽ nhận được lượt quay miễn phí nha. Anh em tha hồ mua nick về chiến và quay các con quay kim cương cực kỳ hấp dẫn nha. Link shop mình có để dưới phần mô tả và phần comment nha anh em. Hello hello anh em, hôm nay mình sẽ test cái vòng quay đại tiệc buffet MV5 nha anh em ơi. Ok, thì cái vòng quay này nó có rất là nhiều khẩu MV5 cho anh em lựa chọn luôn. Thì mình đã chọn được một khẩu MV5 rồi. Kho đồ mình thì có mấy khẩu hơi cùi nên không xịn anh em mà. Đây, mình đã lựa cái khẩu MV5 màu tím tím nha anh em. Khẩu nó tăng 2 tốc bắn, 1 độ xuyên giáp anh em à. Giảm băng đạn cái tầm tốc độ 2 đạn anh em. Khẩu nó theo mình là mạnh nhất nha. Thì quay theo cái vòng quay này, anh em đủ 25 hoặc là 30 huy hiệu anh em sẽ đổi được một khẩu MV5 nha anh em ơi. Đấy, một lượt quay có 99 kim cương, một lượt quay anh em chắc chắn sẽ dính được một huy hiệu. Hơn thì anh em dính được 3-4 huy hiệu nha. Thì còn lại anh em cũng có thể dính vào 99 kim cương hoặc là 300 kim cương ấy anh em à. Đây, mình nãy giờ mình quay không dính anh em à. Mấy mình vô đây mình mở mấy cái hộp súng để mình lấy hên cái. Trời ơi, nãy giờ mở toàn một huy hiệu thôi. Mình nạp mấy ngàn kim cương vào gút shop dkhang.vn đấy anh em à. Đây, ok. Bây giờ mình sẽ lấy khẩu tím nha. Khẩu tím có 25 huy hiệu thôi anh em. Tổng ra nếu mình quay xui ấy, thì 2.500 kim cương. Nếu hình hên thì sẽ rẻ hơn tí. Úi trời ơi, toàn một huy hiệu anh em à. Trời ơi, quay hoài luôn anh em ơi, toàn một huy hiệu không à. Khẩu kia như 30 huy hiệu đấy, nhưng mà khẩu màu tím này, anh em nói với anh em, khẩu màu tím này mạnh nhất nha anh em ơi. Nên lấy khẩu màu tím nha. Đây, mình đủ 25 huy hiệu nha anh em. Đây rồi, chưa mới 15 mà. Để mình quay tiếp anh em ơi. Úi trời, chúng ta đủ 25 đấy. Khẩu này cũng không bằng chỉ số, hai tốc bắn giống nhau, nhưng mà cái chữ số tăng á, chỉ số tăng cái khẩu màu tím này tăng một xiên giáp nha anh em. Một xiên giáp tương đương với hai sát thương nha anh em à. Anh em bắn vào giáp ấy, anh em bắn vào giáp 2, giáp 3, giáp 4, giáp trắng thì nó sẽ tương đương với hai sát thương đấy anh em. Nó còn mạnh hơn, đúng rồi anh em, mạnh hơn hai sát thương hay sao ấy. Mình theo mình biết là vậy. Còn khẩu hỏa lửa này anh em, khẩu lửa lửa anh em vẫn thua khẩu màu tím nha. Cho dù khẩu màu tím nó cũng không đẹp lắm, nhưng mà khẩu màu tím vẫn mạnh hơn nha. Ok, mình sẽ đổi khẩu này thôi. Khẩu nào mạnh mình đổi khẩu đó anh em ơi. Test cho anh em thôi. Khuyên anh em nên đổi khẩu này. Đỡ tốn tiền, rất là mạnh, rất là đáng đồng tiền anh em. 2.500 kim cương một khẩu này nha. Ok anh em, vào test thôi nha anh em ơi, vào trang bị thôi. Khẩu này cũng khá đẹp chứ đâu xấu đâu, đúng không anh em? Đấy, cũng khá là đẹp mà hiệu ứng con cá bay chút vòng 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 anh em à. Ok, vào test thôi nha. Ok, hello anh em nha. Mình là WD Khang anh em ơi. Thì đầu video anh em cũng thấy, mình có test cái khẩu test vòng quay của khẩu MV5 nha anh em. Hôm nay mình sẽ cầm khẩu MV5 mới bắn test cho anh em nha. Khẩu này rất là mạnh luôn anh em à. Bắn giáp và bắn chiu giáp bay luôn anh em. Tại tăng một xiên giáp anh em, bắn giáp và không còn cái giáp luôn. Mình đang cầm khẩu gì đây, hơi căng nha. Úi trời, mình cầm được cái khẩu súng trường này hơi khó nha, mà mình không có keo. Mình hơi ẩu rồi nha, mình hơi ẩu rồi. À chơi luôn nè. Mở con thô nè, nhảy ra bắn nè, một viên anh em ơi. Nhảy ra bắn anh em. Úi trời, vừa hết gono mình vừa bắn luôn. Anh như nhỏ nha. Hôm nay mình sẽ cầm 187, khẩu súng tủ của mình và khẩu MV5 của mình. Thì hai khẩu này là combo đỉnh cao của mình nha anh em. Đây, mình có MV5 hai gạch này nha. Sụi anh em bắn, anh em mới thấy mình bắn full đỏ anh em. Quá là đau luôn, quá là mạnh luôn anh em à. Trời ơi, úi dồi, lũ đạn, ui, đứng, trời ơi. Hết máu anh em à, hơi căng nha. Thanh niên này bên trái anh em, mình thấy nè, đang núp ở đây là đúng không? Rồi, 160 máu anh em à. Chạy đâu mọi người. Hôm nay mình cầm khẩu địa chất nha anh em, với khẩu MV5 này mình quên tên anh em ơi. Anh em nào nhớ tên khẩu MV5 này anh em nhớ comment xuống dưới cho mình biết nha. Trời ơi, biết làm video mà quên tên hoài chết luôn anh em à. Trời ơi, gì đấy, đẩy ngáo mà bạn. Chơi mọi người. Úi trời, đặt kèo. Ga cầm MV5 ơi. Ăn lộn anh em à. Úi trời, tí chết. Trời ơi, khẩu MV5 này tăng một chiếc giáp. Khẩu màu 87 địa chất này của mình cũng tăng một chiếc giáp luôn anh em à. Quá đáng cái. Ui, cái một thằng cuối nè. Thằng cuối nè, lia 3 luôn anh em ơi. MV5 lên 3 gạch rồi anh em, bắn khá là phê đấy. Hai khẩu này tăng nhiều, tăng một xiên giáp. Một xiên giáp cũng tương đương hơn hai, hơn mạnh hơn hai sát thương một tí anh em à. Đấy, anh em nên thử nha, anh em nên test nha. Vào test anh em sẽ biết, vào huấn luyện test anh em sẽ biết nha. Một xiên giáp rất là mạnh luôn. Đấy, anh em nào thấy khẩu nào tăng xiên giáp, tăng tốc bắn, anh em nên sở hữu của nó nha. Ok anh em. Trời ơi, bắn trên này thôi rồi mạnh quá nè. Ui, thải người nè. Rồi xong rồi, đi khang đi kẹp rồi. Ui ôi, hết sọt anh em ơi. Quá đau luôn, quá mạnh luôn. Trời ơi, gạt anh em à. Bị mất tầm rồi. Rồi, bây giờ bên trái mình, bây giờ mình cứ đẩy anh em ơi, đặt keo đẩy thôi. Đặt keo qua là mình gạt thôi, mình sợ bị cuốn lắm. Ê cha, đau quá anh em à.
Ui, trên đồi bắn mình quá trời đông luôn. Không được rồi, không ổn rồi. Bây giờ mình đặt keo mình chạy tiếp thôi anh em ơi. Đây, dựng keo chạy tiếp thôi chứ sao giờ. Giờ đứng đây bắn này mệt đấy. Ok anh em ơi, mất tầm rồi nha. Bên đồi mình sẽ không bắn mình được nữa đâu nha anh em ơi. Đây, trước mặt mình có một... Ê cha, đặt keo bạn. Ui, bị kẹt keo rồi, mình không qua được. Anh em chạy qua hướng này chắc luôn anh em ơi. A đù. Chạy lên. Ui, dướng. Trời, đi chết em à. Ui ôi, vãi trưởng chưa. Này, chạy đâu mọi người, đặt keo nè. Ui, hình như bắn đào quá. Mình kiếm hướng khác, mình che góc nha anh em. Đây, mình che hướng này nè, đón hướng chạy tới nha anh em ơi. Ôi, khoan, qua bên đây sẽ ok hơn. Rồi, đây sẽ ok hơn. Đây, chuẩn bị chạy tới nè, chuẩn bị đặt keo nè mọi người, đặt keo nè. Dậy ra bắn anh em ơi. Hai viên nóc luôn. Trời ơi, sếp mình đang có chương trình khuyến mãi. Nhân 2 khi nạp thẻ nha anh em. Và giảm giá 3 nít mỗi ngày nha anh em ơi. Anh em nhanh tay còn chậm tay thì mất nha. Nhanh tay sẽ mua được, chậm tay sẽ mất nha anh em ơi. 100% là anh em sẽ mua được nít đó. Nhưng mà anh em chậm tay anh em sẽ không mua được đâu nha. Nhớ anh em nhanh tay anh em săn nha anh em ơi. Chờ thời gian coi cái ạc đấy, nó sẽ reset ạc mới, anh em vào mua ngay sẽ được nha anh em ơi. Ok, thì 4-5 tiếng sẽ reset một lần nha anh em. Anh em nhớ nhanh tay nạp vào nha. Ok anh em, tiếp tục chiến đấu thôi. Cảm giác nhẹ lưng cao anh em ơi, bắn đam lên kìa anh em, 20 đam cuộn luôn. Trời quá là nặng mạnh luôn anh em ạ. Thì một xin giáp á, địch nó không có giáp anh em, hoặc là nó cầm giáp 1 thì anh em bắn á, thì nó sẽ vẫn là đam mặc định nha, nó sẽ không tăng đam nha anh em. Còn địch mang giáp 2, giáp 3, giáp 4. Khoan để rồi. 2 viên nè, úi trời. Địch mang giáp 2, giáp 3, giáp 4 thì anh em bắn á, nó sẽ đam nó sẽ tăng mạnh hơn nha. Ví dụ như anh em tăng 2 giáp không kìa, anh em bắn vô cái giáp 2, giáp 3, giáp 4 để là 18 đam. Còn khẩu này anh em bắn vô giáp 2, giáp 3, giáp 4 tăng 1 độ xuyên giáp anh em, nó sẽ là 20 đam luôn đấy anh em à. 20 đam hoặc là 19 đam đấy anh em. Anh em thấy mạnh ghê gớm không? Trời ơi, rất là ghê luôn ấy. Cho nên mình rất thích chỗ này, anh em nghiên cứu kỹ nha. Rồi anh em hãy đổi nha anh em. Đấy, mình cũng coi các nhiều kênh YouTube khác test về cái một xuyên giáp đó anh em à. Rất là mạnh luôn. Cho nên mình mới đổi khẩu địa chất nha anh em. Đấy, mình mới bắn khẩu địa chất nè, khẩu địa chất này bắn rất là mạnh luôn, bắn rất xuyên giáp luôn, rất là mạnh luôn nha. Ui trời, anh em bị bắn chết rồi anh em à. Bây giờ ở ngoài bo còn thằng anh em ơi. Đây, anh em biết sao, mình có mua cái xu thợ săn nè, trên bản đồ anh em thấy không? Đấy, ở ngoài bo còn thằng đấy anh em thấy không? Chuẩn bị chạy vô anh em ơi, mình cam bo anh em không có đời nào chạy được, cầm 1.53 gạch mình xấy tét cái đầu anh em à. Ok, anh em nào có thử thách so sánh khẩu gì hoặc là skin gì hoặc là anh em có thử thách cầm súng gì, combo súng gì anh em nhớ comment cho mình biết nha. Comment xuống dưới để mình có cơ hội sẽ mình làm cho anh em nha. Ê, nhảy xuống bạn ơi, trời ơi, nhảy xuống đây, ui trời, nhảy xuống đây bạn ơi, biết sợ luôn nè anh em ơi. Ê, chuẩn bị vô bo thôi, bo còn 4 người. Ui rồi, mình mong 4 người này bảo 4 bạn cuối luôn để mình lấy 19 kill cho anh em luôn. Ok anh em ơi. À, trên nhà của người mình nghe tiếng chân trên nhà nè, nghe tiếng chân trên nhà. Bây giờ mình chỗ quá lựu đạn mình sẽ đẩy lên nha anh em. Thanh niên đang cam cầu thang. Rồi chỗ đạn nè, chuẩn bị đẩy lên anh em ơi. Rồi thanh niên bỏ cầu thang rồi, chỗ đạn rồi bỏ liền. Lên liền anh em ơi. Úi giời ơi, ăn lựu đạn kìa. Này thì bỏ cầu thang nè, mình chỗ đạn rồi sao mà cam được anh em. Tí mình hẹo nữa mà mình ăn quá lựu đạn thử bóp của mình luôn. Trời ơi. Úi trời căng nha. Thì không biết anh em vài ngày gì xuất ganh này, không biết anh em leo ganh được lên ganh gì. Anh em ganh cao thì anh em nhớ comment, ganh thấp anh em cũng comment cho mình biết nha. Ok, thì mình không leo ganh nha anh em, mình chỉ làm video clip bắn cho anh em xem thôi, chứ mình không có leo ganh hết đấu hoặc là đại chiến tướng gì đâu nha anh em ơi. Úi trời, rồi đẩy tới, ba thằng đẩy tới nha mà, ba bạn cuối nha anh em ơi. Đây bên phải có thằng đẩy tới nè. Úi trời, với bạn bên phải trước nha mà. Đây, cầm một tấm địa chất bắn nè, 1-7 địa chất nè anh em ơi. Quay à, sau lưng nè. Còn một bạn, AFK nha anh em ơi, một bạn mình thấy trước mặt AFK nè. Rồi xong, top 1 thì kéo hít sọt luôn. Ok, khẩu này rất là mạnh luôn anh em ơi. Chỉ có 2.500 kim cương thôi. Ok, anh em xem video nhớ like đăng ký kênh ủng hộ cho Đại Khang nha. Đừng quên ghé thăm shop của Đại Khang. Đang có chương trình nhân 2 khi nạp thẻ cào nha anh em ơi. Ok, mình đang ganh quyền thoại nha anh em ơi. Ok, chúc anh em ngày mới vui vẻ, phải tràn đầy sức khỏe nha anh em. Bye bye anh em nha. Nhớ like đăng ký kênh ủng hộ cho Đại Khang nha.